Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch ngày 17 tháng 2 tức mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái sẽ dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu năm 2021 tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho lễ phát động đã được địa phương hoàn tất. Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào bảo vệ phát triển rừng, đặc biệt là kế hoạch trồng rừng vụ xuân năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ rừng tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái pháp luật trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu năm 2021 tại xã Phú Thịnh. Tổ chức cái lễ được Tết trồng cây tại địa phương, đối với địa phương cũng như bà con nhân dân rất phấn khởi, bởi vì thứ nhất đấy là có mang nhiều ý nghĩa, vì đối với địa phương là chủ yếu về sản xuất, về rừng trồng. Cái thứ hai nữa là được chọn làm điểm để mà tăng cái phần động viên khuyến khích bà con nhân dân về trong cái công tác trồng rừng hàng năm 2021 cũng như là năm tiếp theo, nhất là dịp Tết trồng cây. Còn được sự phân công đối với địa phương chuẩn bị thì cơ bản đến nay chúng tôi đã chuẩn bị xong. Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, vui tươi trong những ngày đầu năm mới, tạo tiền đề cho sự phát triển của địa phương trong năm 2021. Lễ hưởng ứng Tết trồng cây tại huyện Yên Bình dự kiến có sự tham dự của khoảng 300 đại biểu. Việc tổ chức lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ có ý nghĩa hết sức quan trọng, thì là một trong những thế mạnh của huyện, đó là trồng rừng và phát triển kinh tế từ rừng. Thế do vậy mà việc tổ chức lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ sẽ góp phần là tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác trồng rừng. Thế và từ việc trồng rừng thì sẽ tiếp tục phát triển cái kinh tế từ đồi rừng, sẽ góp phần là phát triển kinh tế xã hội của huyện Yên Bình trong thời gian tới. Lễ phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu năm 2021 tại huyện Yên Bình được tổ chức không phô trương hình thức, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, góp phần vào mục tiêu trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngay trong tháng phát động, huyện Yên Bình chỉ đạo các xã, thị trấn cùng ra quân trồng trên 500 hectare rừng. Phấn đấu đến hết tháng 5 năm 2021, huyện Yên Bình sẽ trồng mới trên 3.100 hectare rừng theo kế hoạch.